Chào cả nhà, ngày hôm nay mình có tham dự cái lễ phát động chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh nhằm kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay phát triển thương hiệu xe điện Việt đẳng cấp quốc tế, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cái quá trình chuyển đổi xanh vì hôm nay và cho tương lai mai sau. Tham gia lễ phát động có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, các tổ chức quốc tế, đại diện cho các tầng lớp nhân dân như đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội người cao tuổi cũng như các doanh nghiệp và các đối tác. Thì các bạn có thể thấy rằng đây là một chiếc xe VF9 đấy, và bên sườn xe thì có hẳn một cái khẩu hiệu để phát động cái chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh. Và một mẫu xe điện như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng di chuyển thì rõ ràng nó là không phát thải ra môi trường. Và tại lễ phát động thì tập đoàn Vingroup cũng đã công bố các chương trình hành động với những cái cam kết quyết liệt và mạnh mẽ. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng không chỉ bằng những cái khẩu hiệu hô hào, mà ở đây cam kết bằng những cái hành động để hy vọng là toàn cộng đồng sẽ chung tay phát triển toàn bộ cái hệ sinh thái và công cuộc chuyển đổi xanh. Như các bạn đã biết thì trong thời gian vừa qua, trải qua những cái thời điểm rất là nóng, chúng ta sẽ thấy rằng cái không khí rất là ngột ngạt. Và khi mà đi trên đường thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng những chiếc xe mà dùng động cơ truyền thống như là xăng, như diesel thì đi cạnh những chiếc xe đấy sẽ rất là nóng nực. Và phía bên này thì các bạn sẽ thấy toàn bộ các cái danh mục, các cái sản phẩm về những cái sản phẩm xe điện đã VinFast thần tốc phát triển trong thời gian vừa qua. Và bằng những cái hình cụ hoạt động cụ thể nào thì mình xin điểm nhanh. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ ô tô điện VinFast được miễn phí gửi dưới 5 tiếng và được ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup. Toàn bộ ô tô điện VinFast cũng được sạc miễn phí tại các trạm sạc Vingreen từ nay đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thứ hai, riêng đối với cư dân Vinhome sở hữu ô tô điện VinFast sẽ có đặc quyền gửi xe và sạc điện miễn phí ở các cái bãi đỗ xe của Vinhome trong vòng 2 năm tới. Tôi xin nhắc lại là 2 năm tới. Trường hợp cư dân chọn sạc tại nhà sẽ được Vingroup hỗ trợ lắp trụ sạc tận cửa với chi phí hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng trên một trụ và cấp 900.000 đồng trên xe trên một tháng. Chi phí sạc từ ngày hôm nay đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026, tức là 2 năm đấy các bạn ạ. Các chủ xe điện VinFast ở chung cư Vinhome sẽ được ưu tiên bố trí suất gửi xe nếu còn chỗ. Đặc biệt đối với dòng xe cao cấp VF9, VinFast còn áp dụng thêm nhiều đặc quyền khác như hỗ trợ đổi lên xe mới và cam kết mua lại xe xuyên suốt vòng đời, miễn phí sạc 2 năm tại trạm sạc Vingreen và có hotline chăm sóc riêng hoặc được là ưu tiên phục vụ tại các xưởng dịch vụ. Tiếp theo, đối với xe máy điện VinFast thì từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024, VinFast sẽ tặng ngay 2 đến 4 triệu đồng trên xe hoặc trả góp lãi suất 0% trong vòng 6 tháng đầu, tặng thêm 1 đến 2 triệu đồng tùy dòng xe cùng nhiều cơ hội trúng thưởng khác. Ngoài ra, để thiết thực cổ vũ người dân sở hữu và sử dụng xe điện, Vingroup cũng công bố đặc quyền VIP và luồng phục vụ dành riêng cho các chủ xe điện VinFast khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn. Ngoài ra, thì sau gần 2 năm chuyển sang thuần điện 100%, VinFast đã sở hữu dải sản phẩm thuần điện phủ khắp các phân khúc và đáp ứng đa dạng cái nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng bởi dòng sản phẩm rộng với nhiều cái mức giá và nhiều cái lựa chọn trong cái tầm tiền để các bạn có thể lựa chọn được. Và không chỉ tiên phong dẫn dắt xu hướng xanh hóa giao thông, VinFast cũng được coi là biểu tượng mãnh liệt tinh thần Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao thế giới. Và lễ phát động diễn ra đang trong bối cảnh cái tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đã đạt đến ngưỡng báo động. Các bạn có thể xem qua các cái báo cáo về môi trường và rất là cấp bách. Chuyển đổi xanh toàn diện từ sản xuất, kinh doanh đến thói quen sinh hoạt và tiêu dùng của từng người dân. Và việc các cơ quan ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội trong và ngoài nước hiện diện đông đảo tại lễ phát động đã khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của Vingroup trong công cuộc chuyển đổi xanh. Đây cũng là động lực to lớn để Vingroup tiếp tục sứ mệnh mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, góp phần vào mục tiêu quốc gia đạt phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, cũng như đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
Rất mong các bạn cùng chung tay chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh.